Trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, vừa phải nỗ lực khắc phục những vấn đề hậu COVID-19, vừa phải đối mặt với sự giảm tốc về kinh tế trong và ngoài nước. Song nhờ sự linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm trong điều hành, nỗ lực trong quản lý thu thuế, thu ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn bảo đảm tiến độ, là điểm tựa để nền kinh tế vững vàng hơn trước thách thức. Những tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước được triển khai trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường thu hẹp, đơn hàng sụt giảm, vướng mắc khi tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn nhiều khó khăn. Tất cả các yếu tố này đã tác động không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm nay thì có khá nhiều khó khăn. Kinh tế thì 6 tháng mới tăng trưởng đạt 3,72%, còn thấp xa so với mục tiêu mà chính phủ, quốc hội đặt ra cho cái dự toán năm 2023. Các cái ngành trọng điểm đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thì tiêu dùng giảm sút và có những cái sụt giảm rất là mạnh, sụt đến 35-40%. Cho nên là những cái nguồn thu chủ lực của ngân sách ra là gặp nhiều khó khăn. Mặc dù là ngành thuế vẫn đang kiểm soát tốt cái tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên thì cái mức thu so cùng kỳ thì đang giảm. Những cái khó khăn của nền kinh tế thì nó cũng đã đang thể hiện dần qua cái số thu qua các tháng, các quý gần đây. Thế thì thu ngân sách thì qua các tháng thì vẫn đang trong xu hướng giảm dần. Dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao cho cơ quan thuế năm 2023 là trên 1.373.000 tỷ đồng. Nhận thấy tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân lúc này là nhiệm vụ cấp bách cần sớm thực hiện, cơ quan thuế đã chủ động quyết liệt triển khai các chính sách tài khóa về miễn giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí và tiền thuế đất. Về chính sách thu, Nghị định số 43/2023 thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% để kích cầu tiêu dùng. Từ cái chi phí thấp thì dẫn tới cái giá thành sản phẩm, giá thành sản xuất nó sẽ thấp và cái giá bán ra nó sẽ thấp. Và như vậy là chúng ta đã có một cái là kích thích cái tiêu dùng trong bối cảnh cái tiêu dùng của chúng ta đang còn thấp. Và khi mà tiêu dùng nó được kích thích, gia tăng thì các doanh nghiệp đã có điều kiện để mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước thực tế thị trường ô tô giảm sút mạnh, Nghị định số 41/2023 ngày 28 tháng 6 năm 2023 quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ sẽ là căn cứ chính thức để giảm chi phí đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Từ góc độ của nhà sản xuất thì chúng tôi rất là vui mừng và rất là ủng hộ cái chính sách này của chính phủ, rất là mong muốn. Do vậy là chúng tôi cũng rất hy vọng là từ tháng này trở đi thì thị trường ô tô phần nào sẽ phục hồi, khách hàng quyết định mua sắm sớm và cái dòng tiền trong các cái doanh nghiệp của ô tô cũng sẽ được cải thiện. Ngoài ra, ngày 14 tháng 4 năm 2023, Nghị định số 12/2023 được ban hành về việc thực hiện gia hạn tiền thuế đất. Nghị định số 36/2023 được ký ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc thực hiện gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Khi mà chúng ta có được cái động lực, có được cái hỗ trợ thông qua việc giảm thuế như vậy thì tạo ra cái nguồn lực tốt hơn cho doanh nghiệp khi họ thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tăng cái kích cầu trong cái tiêu thụ. Và việc kích cầu như vậy thì cũng giúp cho là cái hoạt động của doanh nghiệp tốt hơn và qua đó thì lại đóng góp vào nguồn thu ngân sách tốt hơn. Các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là những quyết sách có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ ưu đãi thuế phí, doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực để đầu tư phục hồi, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nâng cao khả năng nộp ngân sách nhà nước. Thuế VAT là giảm 2%, các cái phí bảo vệ môi trường giảm, rồi là giảm thuế trước bạ, rồi là chúng ta giãn hoãn tiền thuế. Đấy là một khoản tín dụng nhà nước cấp cho doanh nghiệp. Thì tất cả những cái con số như vậy để cho thấy là nó đã có cái tác dụng hỗ trợ rất lớn để giúp cho doanh nghiệp vượt qua được khó khăn và tận dụng được cơ hội, bảo vệ được việc làm cho người lao động, bảo vệ cho doanh nghiệp không bị phá sản quá nhiều, bảo vệ được sức khỏe cho doanh nghiệp để doanh nghiệp khi có cơ hội là bật tăng ngay được trở lại. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần, chắc chắn chúng ta cần phải ghi nhận.
Trước khó khăn của nền kinh tế và những tác động không nhỏ tới việc thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước, cơ quan thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tập trung quản lý thu như triển khai mạnh mẽ điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy cung ứng dịch vụ thuế điện tử với trên 99% doanh nghiệp, triển khai tích hợp mã số công dân, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới. Đây là những giải pháp hữu hiệu giúp cơ quan thuế khai thác hiệu quả những nguồn thu tiềm năng. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng rà soát các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ở các lĩnh vực địa bàn còn bỏ ngỏ. Trước hết, thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Cổng thông tin thương mại điện tử đã ghi nhận 333 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như Shopee, Lazada, Sendor, Vỏ Sò, Tiki. Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã có 57 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, trong đó có các nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới như Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp ngân sách nhà nước là 3.944 tỷ đồng. Hiện đại hóa cái phương thức quản lý thu nộp của cơ quan thuế để góp phần khai thác tăng thu. Và ngoài ra, song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, đi sát doanh nghiệp, nắm bắt cái sức khỏe doanh nghiệp và có những cái tham mưu, những cái giải pháp căn cơ về chính sách tài khoá, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cơ quan thuế các cấp là phải tăng cường cái quản lý chống thất thu, tích cực thu hồi các cái khoản nợ đọng thuế, khai thác các cái nguồn thu mà trước đây đã phát sinh kinh tế từ trước đây nhưng mà còn vướng về thủ tục, về giá, ví dụ như các nguồn thu liên quan đến đất đai, thì cũng có cái tham mưu cho chỉ đạo cơ quan thuế các cấp là tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp để gỡ thu kịp thời các cái nguồn thu đó còn tồn dư đó vào ngân sách nhà nước kịp thời, cũng có phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Nhờ những chính sách điều hành linh hoạt phù hợp, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 do ngành thuế quản lý ước đạt trên 743.000 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt trên 30.600 tỷ đồng, bằng 72,9% so với dự toán, bằng 85% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 87 đô la Mỹ một thùng. Thu nội địa ước đạt trên 712.000 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,7% so với cùng kỳ. Số thu theo 3 khu vực, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt trên 58%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 52%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh khoảng 54,8%. Số thu thuế phí nội địa gần 577.900 tỷ đồng, bằng 54% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Trong khi kinh tế đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thì việc bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước chính là điểm sáng, là nguồn lực để chính phủ, quốc hội ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Khi mà chúng ta tạo cho doanh nghiệp một cái định chế về thuế phù hợp, thì chúng ta cũng giúp cho được là tạo thêm cái nguồn thu cho cơ quan nhà nước, và ở đây là nguồn thu từ thuế từ cho cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì với cái các bức tranh như vậy, khi mà chúng ta có nguồn thu rồi thì chúng ta sẽ có được đảm bảo cái ngân sách cho chi cho các cái hoạt động về cơ sở hạ tầng, hay là cho các cái mục tiêu về chi tiêu về ngân sách của chính phủ và quốc hội đã đề ra. Với trọng trách như vậy, cơ quan thuế sẽ triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tháng hàng quý thì chúng tôi cũng vẫn yêu cầu là cập nhật báo cáo sát, thì các cục thuế thì cũng đã làm rất tốt cái công tác phân tích dự báo và dự báo sớm, cảnh báo sớm, đưa ra những cảnh báo sớm để có những cái tham mưu cho tổng cục để báo cáo bộ chính và trình chính phủ ban hành kịp thời các giải pháp về chính sách, về quản lý và về các cái đổi mới các cái phương thức quản lý để cho nó phù hợp với lại cái sự vận động chuyển dịch của nền kinh tế số hiện nay, thì để làm sao mà quản lý bao quát tất cả các cái nguồn thu còn tiềm năng mà có thể khai thác tăng thêm cho ngân sách nhà nước.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn đang phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh đã tác động, tạo áp lực lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu đề ra trong việc quản lý thu ngân sách nhà nước cho thấy những nỗ lực, trách nhiệm của ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, đồng thời bảo đảm được những kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.